hàng này có vị trí rất đắc địa, nhưng nó lại sắp phá sản đến nơi rồi. Có 4 năm bà lão đi vào bên trong. Sau khi họ ngồi vào ghế và gọi đồ, nhân viên phục vụ mang lên món ăn đầu tiên. Đầu tiên là món gà, nhìn thấy nó tay cầm dao nĩa của bà ấy ngừng lại. Món này đã cháy rồi. Món ăn thứ hai thì là cá hồi khô. Đây gọi là cá hồi khô sao đúng vậy? Một bà lão mới nếm thử. Sau đó bà đã phải lập tức nhả nó ra. Chắc là món này rất khó ăn. Sau đó bà ấy nếm thử thịt của bà lão khác. Bà ấy nhai nó mà tưởng mình đang nhai rơm nhai rác. Bà đang chuẩn bị nhổ chúng ra thì lúc này nhân viên phục vụ lại hỏi bà ăn ngon không. Bà chỉ đành ậm ừ là cũng tạm tạm. Nhưng sau khi nhân viên phục vụ rời đi, bà lập tức nôn miếng thịt ngan rồi vứt đi. Đúng lúc này bà lão còn phát hiện ra tôm hùm trong bánh mì đã bắt đầu rữa ra rồi. Bà lão đã không thể chịu được nữa rồi. Bà đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nữ để tẩy trang. Khi lớp trang điểm mờ dần, bà già này biến thành idol Gordon Ramsay nổi tiếng. Gordon ấy bước ra ngoài. Holy shit, really? Guys, behind the line. Got. Oh wow. How are you? Hi. Peter, Tara, get the team to stop what they're doing immediately and meet me in the dining room. Everything off. And I mean off. Let's go. Gordon đã đến rồi. Mọi người đều giật mình. Ra ngoài sảnh, Gordon bảo mọi người tạm thời dừng ăn một lát. I sat undercover with my girls for 40 minutes. Fine dining. It wasn't. Gordon biết là sẽ có người còn không phục. Sau đó Gordon mời mọi người ra ngoài nhà hàng để đến chỗ bếp địa ngục của mình. Đây chính là trung tâm của nhóm Gordon. Có một màn hình chiếu lớn ở trên xe. Trên đó bắt đầu phát những cảnh quay tổ chương trình quay lén được từ nhà hàng này. Ông chủ lúc này mới ý thức được là hôm trước có mấy người nói là đến phỏng vấn để trang trí nhà hàng, hóa ra là để đợi lúc này đây. Họ quay được cảnh nhân viên nghịch điện thoại trong giờ làm còn trêu nhau trong nhà bếp. Mấy nhân viên nhìn thấy thì cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng ông chủ, ông ta lại là người trêu nhân viên trước. Cuối cùng trong lúc vui vẻ, mọi người chả ai chú ý đến việc thịt bị cháy. Suýt nữa thì nhà bếp cũng cháy luôn. Cuối cùng là môi trường của căn bếp. Oh God. Okay, it's okay. Môi trường bẩn thế này cộng thêm với thực phẩm bắt đầu mốc meo thối rữa, thế là mấy khách vừa ăn ở đây chỉ muốn nôn hết ra. Máu lợn được đặt trong một cái thùng mốc, chúng đều bị mốc rồi. Phát xong video, tên ông chủ chỉ cảm thấy mình đen đủi rồi bao biện là do mình sơ ý. Nhưng Gordon không nể nang gì mà nói thẳng. Sau đó Gordon mới chất vấn vợ của chủ cửa hàng. Người vợ tội nghiệp lắc đầu. Sau đó Gordon lại hỏi ba đứa con của ông chủ cũng làm trong nhà hàng. I couldn't say. I hope I would run it. Cậu ta không còn gì để nói. Nhà hàng này cần phải cải tạo ngay lập tức. Nhưng Gordon chỉ có 24 giờ để giúp bọn họ. Ông muốn tất cả mọi người cùng phối hợp. Sau khi tất cả nhân viên đều đồng ý, Gordon bảo mọi người quay lại nhà hàng. Gordon yêu cầu họ phải chỉ ra vấn đề của cái nhà hàng này. Người đầu tiên nói là vợ của ông chủ. Điều này làm Gordon rất khó chịu với ông chủ. Gordon cảm thấy hình như ông chủ chả quan tâm gì đến sự sống chết của nhà hàng. It's not true, and don't even go there. You sat on your fucking ass and said nothing all morning. You can't say that about him. You don't know him. I just did. Okay, well you're wrong. Người vợ rất bảo vệ chồng mình. Gordon tạm thời không thể giải quyết được bọn họ. Gordon đành bảo cả nhà ông chủ ra ngoài, còn nhân viên thì ở lại. Như vậy thì các nhân viên có thể nói thật rồi. Bọn họ nói là con của ông chủ thường xuyên lười biếng. Bọn họ cảm thấy rất không công bằng. Gordon cũng không thể phủ nhận, vì ông cũng từng mắc sai lầm là để người nhà đến nhà hàng của mình. Bếp trưởng nói rằng ông chủ ở trong nhà bếp chả giúp được gì cả. Ông ấy không hợp quản lý bếp chút nào. Xem ra vấn đề của nhà hàng này không đơn giản. Còn ở góc kia gia đình ông chủ không biết đang thảo luận gì đây. Guys, I say you don't care. You kidding me? I know. Relax, please. Relax. Sit down. He has to attack the food because he's a chef. Yeah, exactly. He has to. So he's picking out stuff that we know not to be true. Nhưng idol tôi mà thèm cố tình bắt lỗi họ à? Lúc này Gordon kể cho các nhân viên một sự thật. Mom, three members of my staff have been in here undercover as customers and have left ill. Severe food poisoning. Điều này Gordon không hề khoác lác. Sau khi tìm hiểu yêu cầu của nhân viên, Gordon đến chỗ ông chủ. Lúc này gia đình họ hơi có ác cảm với Gordon. Bà chủ là người than thở đầu tiên. Bà ấy nói là Gordon làm thế là để hại bọn họ. Mà khi Gordon nói rằng ông chủ hoàn toàn không quan tâm cái nhà hàng này, đứa con trai cả đứng ra phản bác. We're not in denial. We know what's going on here. Gordon cười anh ta là ấu trĩ. Bố mẹ anh ta đang nợ hơn 700 triệu. Anh ta không ở nhà hàng ngoan ngoãn giúp bố mẹ thì thôi, mà lại ra vẻ nói giúp cho họ. Gordon giả vờ không có ý định tiếp tục cải tạo. Trong tình huống tuyệt vọng, cả gia đình chỉ còn cách phối hợp với anh. Cái nhà bếp này phải gọi là siêu bốc mùi. Gordon đi theo mùi thối rồi đến phòng đông lạnh. Bên trong này nhất định là phải có thứ gì đó. Quả nhiên, rất nhanh Gordon đã tìm thấy một thùng hàu. Miệng mấy con hàu này mở hết ra rồi, cũng có nghĩa là nó đã hỏng từ lâu rồi. Người đi này, thế này không còn dùng được nữa rồi các người ạ. À. Sau đó Gordon còn tìm thấy một thùng ức gà. Gordon ngửi thử một chút, mùi hôi thối bốc lên khiến Gordon suýt được đi gặp các cụ. Smell that. Smell that. Oh, talk to me. Sau đó Gordon còn lấy mấy miếng gà đã chuyển thành màu xanh và mấy con tôm đang thối ra. Ngay cả đến những đầu bếp ở đây cũng thấy buồn nôn.
chứ đừng nói là dùng nó để làm món ăn cho khách hàng. Gordon để tất cả mọi người ra ngoài chỉ giữ lại ông chủ. Ông càng nói càng tức, ông chủ thì cứ trốn tránh. Lúc này ông ta cũng bắt đầu phối hợp với mọi người cải tạo nhà bếp. Lúc này Gordon gọi vợ ông ta lại để nói chuyện. Người vợ nói chồng của mình trước đây không như vậy. Có lẽ là do trước đó ông ấy phải chăm sóc cô bị ung thư nên ông ấy mới không có hơi sức để làm việc. Gordon và cô ấy bắt tay hợp tác. Bây giờ cũng không còn đường lui. Cô ấy bắt buộc phải đi theo con đường và Gordon vạch ra để lấy lại sự nhiệt tình của ông chủ. Gordon thay đồ của đầu bếp. Ông gọi ông chủ đến để dạy riêng ông ấy các món mới. Bởi vì những món ăn trước quá phức tạp mà thực phẩm lại khó để bảo vệ độ tươi ngon, thế là Gordon đơn giản hóa các món ăn của ông ấy. Trong suốt quá trình, Gordon cho ông chủ xem đoạn video phỏng vấn người vợ. Trong video, người vợ nói mình có áp lực rất lớn. Cô ấy phải đi làm thêm hai việc khác để bù lỗ cho cửa hàng. Ông ấy cảm động mà rơi nước mắt. Cuối cùng Gordon đã đánh thức được sự đam mê của ông ấy. Mà lần cải tạo này có thể thành hay không, một đêm khó có thể nói được. Vào tờ mờ sáng hôm sau, nhà hàng đang được cải tạo cũng sắp xong. Gordon cũng tặng cho bọn họ bộ đồ dùng nhà bếp mới. Sau một đêm học tập, ông chủ dẫn dắt mọi người đón nhận thử thách mới. Khi thời gian chỉ còn 10 phút, Gordon yêu cầu họ mang đồ ăn đã làm lên để mình kiểm tra. Tay chân mọi người đều cuống hết cả lên nhưng mau mà vẫn xong. Nhưng Gordon lại nói cách trang trí này không giống ông dày. Bọn họ để hành rất lung tung, thịt vịt tôm và món cá hồi đều không đạt tiêu chuẩn. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ làm hỏng thương hiệu. Cuối cùng Gordon chỉ đành nhờ nhân viên của mình để đến giúp đỡ bọn họ. Hết giờ đếm ngược, nhà hàng mở cửa trở lại. Khi khách hàng bước vào đây, mọi thứ đã khác hẳn hôm qua. Tất cả được bày trí mới mẻ, rất hài hòa với phong cảnh đẹp bên ngoài. Lúc này ông chủ đã phân chia việc làm cho các đầu bếp đâu vào đấy. Lúc này khách ngày một đông hơn, bọn họ đặt thêm rất nhiều món. Nhờ Gordon giúp đỡ, ngoài việc ra đồ chậm và sự phối hợp rời rạc của đầu bếp, thì đồ ăn không có vấn đề gì cả. Gordon đành giao cho ông chủ gọi đồ và kiểm tra đồ ăn, còn bảo ông ấy chỉ con trai cách trang trí, để nhân viên cảm thấy tôn trọng ông hơn. Cuối cùng nhà hàng chỉ cần 90 phút để phục vụ 50 khách hàng. Kết quả thành công ngoài mong đợi. Gordon chuẩn bị rời đi. Ông chủ rất cảm ơn Gordon. Ông ấy đã tìm lại được sự nhiệt tình ban đầu. 3 tháng sau, chương trình quay trở lại thăm nhà hàng. Ông chủ nói bây giờ làm ăn tốt hơn trước rất là nhiều. Sau khi Gordon rời đi, bọn họ luôn tuân theo các quy tắc an toàn thực phẩm để làm. Nhân viên cũng rất hài lòng với môi trường làm việc bây giờ. Bây giờ ông còn có thời gian nghỉ ngơi đi chơi. Xem ra cuộc thay đổi ở nhà hàng này lại thành công rồi.